Số 4 đó là Gucci. Số 5 Sukuri. Số 5 Sukuri à? Nhớ tên nào. Số 10 Akuha. Kuha. Số 10 Kuha. Số 5 Gucci. Số 13 Butu. 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 Số 17 là Zani. Zani. Số 17 Zani. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Ibrahim. Chia sẻ với mọi người đội hình gia quân của bóng chuyền Hoàng gia Malaysia là thi đấu đủ 6 người, không sử dụng libero. Đội hình ra sân của đội bóng chuyền Bộ Công an Việt Nam. Cán bộ được ngoại ngữ tốt đây. Số 4 là Quảng Trọng Nghĩa. Đội trưởng. Sao vậy? Số 5 là Đoàn Xuân Việt. Số 6 Nguyễn Ngọc Thiện. Sao vậy? Nguyễn Ngọc Thân. Nguyễn Ngọc Thân. Số 7 Nguyễn Duy Tuyến. À, chắc người đang suy thân tiếng Anh rồi đấy. Đề nghị bình luận viên không được đọc đọc nhé. Ok, Nguyễn Tí Linh. Số mình giới thiệu qua lại với mọi người nhé. Đội hình gia quân của đội tuyển bóng chuyền cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an. Đó là số 14 ông Vua Đình Bùi Văn Cường. Số 9 là Đinh Văn Duy. Số 7 là Duy Tuyến. Số 6 là Ngọc Thuân. Số 5 là Đào Xuân Việt. Vận động viên libero đó là Nguyễn Xuân Bắc. Huấn luyện viên trưởng ông Hoàng Trực Sinh. Không, anh giới thiệu lại đội hình Malaysia cho em được không? Đội hình chú gào to tí nữa chú chịu, chú chỉ đọc được vậy thôi. Giải này mấy ngày vậy? Giải này 2 ngày nhá bạn nhá. Ý nói ngọng tên mấy cầu thủ Tây ấy. Khà khà. Số 13 là Butun. Rồi đâu mọi người, số 13 là Butun. Số 17 là cái gì nhỉ? Zaha cái gì ấy. Bên kia anh Mạnh Hùng đang véo tên em ở Cát Bà đó em. Ui, em chịu anh Hùng rồi. Pha bóng đầu tiên cho nước bạn Hoàng gia Malaysia. Vận động viên số 4 chuyền 2. Pha bóng đầu tiên nếu như chuyền 1 đẹp sẽ là quả nhanh chóng. Chuyền 1 hơi rung rồi. Bùi Văn Cường. Pha đá tốt của Bùi Văn Cường. Điểm bóng 1-0 cho cảnh sát cơ động K02. Mọi người cùng theo dõi nhảy pha bóng tấn công của chủ công Ngọc Thuân mang áo số 6. Anh đẹp xin cảm ơn 280 anh chị em đang theo dõi. Số 10 chủ công tên là gì ấy? Chuyền 1 tốt. Lao len của Quản Trọng nhé. Đó là một bài chiến thuật quen, rất quen của những người anh em đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong đó những cái hội giải hội làng thì Bùi Văn Cường và Quản Trọng Nghĩa cũng thường xuyên cặp đôi với Đinh Văn Duy và Duy Tuyến cũng như Ngọc Xuân. Biên 4 rồi. Phòng thủ tốt. Phạm lỗi kỹ thuật, điểm bóng 2 đều cho cả hai đội. Nhảy phát tấn công. Chuyền 1 tốt rồi. Biên 2 của Bùi Văn Cường. Rất tốt. Pha bóng về y rất tốt của Bùi Văn Cường. Điểm bóng 3-2 cho cảnh sát cơ động K02. Tiếp tục là những pha nhảy phát bóng tấn công của ông vua hội đình Bùi Văn Cường. Người ta gọi hội làng nhiều quá, mình gọi hội đình đi. Bóng rất tốt của Bùi Văn Cường. Món quà đến từ người bạn thân rất thân của mình thì quả trọng nghĩa đã có pha dứt điểm rất tốt, điểm bóng 4-2. Giải đánh 2 ngày nha bạn nhé. Văn Hiệp xin cảm ơn 300 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục là Bùi Văn Cường. Điểm bóng 3-4, bóng không qua lưới.
Em xem lại video xem là ban chuyên trong là có cân không. Ông vua hội chùa, ông hội đình anh ạ. Hội chùa thì nghe nó hơi gần. Chuyển một hơi rung rồi. Bùi Văn Cương rất tốt. Trước đó là một pha chuyển một chưa tốt của libero Sơn Bắc mà được đúng không? Em cho ngang lên này. Em phải mở khóa ra. Đang lỡ chơi rồi quá. Phạt bóng không qua lưới, điểm bóng 4-5. Văn Hiệp cảm ơn 300 anh chị em rất nhiều. Mọi người cùng cho Văn Hiệp xin một nút like, một nút chia sẻ đi ạ. Để cùng cho những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam được theo dõi trận bóng cực kỳ hay. Đây gần như là bữa tiệc cuối năm của 2023 rồi. Để phát tấn công của vận động viên chủ công bằng áo cưa. Bóng không qua lưới. Điểm bóng 6-4 cho Cảnh sát cơ động K02. Chuyển một tốt rồi. Và bóng trên tầm rồi. Điểm bóng 5-6 cho Malaysia. Không có cả lớp bạn học ở đây mà. Cao quá nhìn toàn trần nhà. Ok. Sẽ chỉnh lại cho anh em xem. Để dưới này luôn đúng không? Sợ chân là sân nó lại mất chân. Không mất rồi, nhìn thấy thôi, không mất được. Nó bị ấy chân đâu. Nhưng mà cân màn hình chưa? Ok chưa? Không không. 6-8 5 này thì nhá. Ok chưa? Điểm bóng 9-6 cho Cảnh sát cơ động. 9-6. Đấy rồi. Thấp xuống nó không nhìn bên kia. Ngọc Thuân phát bóng. Pha chắn tốt của vận động viên mang áo số 17. Điểm bóng 7-9. Số 10 là nhảy phát tấn công rồi. Bóng rất tốt. Bóng con. Chạm lưới mất rồi. Điểm bóng 17 cho Cảnh sát cơ động K02. Nếu mà lên cao thì lên kia lên cao thì nó lại xa quá em ạ. Thôi ngồi gần thế này là để nhìn cho cả hai đội, chứ lên cao thì cũng nhìn thấy rõ đội bạn. Sang bóng an toàn rồi. Không phải, đó là một tình huống dứt điểm về cuối sân. Điểm bóng 8-10 cho Malaysia. Tiếp tục là một tình huống nhảy phát tấn công. Chuyển một tốt của Quản Trọng Nghĩa. Lao dài của Đào Xuân Việt. Pha bóng hết sức đẹp mắt của Đào Xuân Việt. Điểm bóng 11-8. Và bây giờ là tiếp tục Bùi Xuân Cường, Bùi Văn Cường mặc áo số 14. Pha nhảy phát bóng tấn công. Chuyền một tốt. Pha phá chắn rất tốt của vận động viên mang áo số 1 của Malaysia. Điểm bóng 9-11. Số 6 đúng rồi, số 6 đúng là Ngọc Xuân bạn nhé. Chuyển một tốt của Nguyễn Xuân Bắc. Điểm 4 của Quản Trọng Nghĩa. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là Quản Trọng Nghĩa.
Ui, ông bóc vào lên cao quá. Và xử lý tốt của vận động viên mang áo số 5 điểm bóng 10-11. Như vậy là khoảng cách chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Đỗ Văn Dũng số 5 hả? Đỗ Văn Dũng đang cắn móng tay Ngọc Con ạ. Phạt bóng rất khó chịu, chuyền một tốt rồi. Bóng vẫn còn, sang bóng an toàn kìa. Ai đây? Tiếp tục là chồng lao của Quản Trọng Nghĩa. Bóng vẫn còn. Nỗ lực của nước bạn là rất tốt. 3-3 Ngọc Xuân. Tiếp tục cũng 3-2. Điểm bóng 11 đều. 11 đều cho cả hai đội. Gần như đến thời điểm hiện tại thì nước bạn Malaysia bắt đầu mới quen với không khí. Có những thời điểm đội tuyển của chúng ta đã có khoảng cách đến 4 quả. Hiện tại đang là 11 đều rồi. Phạt bóng rất khó chịu. 3-2 của Bùi Văn Phương. Không qua lưới rồi. 12-11. Đang đánh ở Học viện An ninh bạn ạ. Tiếp tục là những pha phát bóng rất khó chịu của vận động viên mang áo số 17. Ai đây? Xử lý ngay của chuyền hai Đinh Văn Duy. Pha xử lý rất kinh nghiệm của Đinh Văn Duy. Điểm bóng 12 đều. Một pha bóng cực kỳ chất lượng. Rất cần khi trước đó Malaysia, các cầu thủ của Malaysia đã lên liên tiếp 4 điểm liền. Và bây giờ là pha nhảy pha bóng tấn công của Quản Trọng Nghĩa. Bóng không qua lưới. Điểm bóng 13-12. Điểm phát tấn công. Chuyền một tốt. Trong sau của Ngọc Xuân. Nhưng mà trước đó Đinh Văn Duy đã chạm lưới mất rồi. Điểm bóng 14-12. Thời điểm này ông huấn luyện viên trưởng Hoàng Trường Sinh cần phải hội ý. 14-12 rồi. Chuyền một rung mất rồi. Bóng vẫn còn. Không được. 15-12. Khoảng cách lên đến 3 điểm rồi. Cảnh sát cơ động cố lên nào. Tập trung lại đi. Nếu muốn có những chiến thuật tốt, muốn có những đường tấn công thì phải có chuyền một cơ. Phan Hiệp xin cảm ơn 338 anh chị em đang theo dõi livestream của Phan Hiệp mọi người nhé. Mọi người có thể chia sẻ livestream này để những người hâm mộ bóng chuyền gia Việt Nam có thể theo dõi những vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây gần như là giải cuối cùng của năm 2023 rồi. Gần như đó là một bữa tiệc tất niên. Mọi người có thể chia sẻ livestream hoặc ấn nút like, nút theo dõi kênh. Thường xuyên nhận được thông báo của mỗi lần Hiệp không vào gì à? Em vào sợ tụt view mất anh ạ. Sao vậy Quản Trọng Nghĩa và Ngọc Xuân? Chưa có gì, thời điểm này mới là tiểu điểm đầu thôi. Thi đấu 5 tháng 3 cơ. Chia sẻ của những anh em chuyên nghiệp là thường thì thi đấu chuyên nghiệp thì hay thua xét đầu. Sau khi hội ý thì chuyền một tốt của Quản Trọng Nghĩa. Chồng nào, bóng vẫn còn. Bắt bài rồi. Vận động viên chuyền hai số 4 và phụ công số 5 của Malaysia đã bắt bài tình huống chồng nào của Ngọc Xuân rồi. Điểm bóng 16-12. Đúng là 4 đi 4 về rồi. Lúc thời điểm mình dẫn người ta 4 quả rồi, người ta lại dẫn lại 4 quả rồi. Cố lên nào, K02 cố lên. Phạt bóng rất tốt. Tiếp tục. Bóng vẫn còn. Phòng thủ tốt của Bùi Văn Cường. Biên 4 cho Ngọc Xuân nào. Chắn cao, nó thủ khéo lắm. Lao lao. Xuân Việt ơi. Bóng vẫn còn, rất dai dẳng. Lưới mất rồi. Bóng 17-12. Không ổn chút nào rồi. Xét đầu tiên anh Hiệp ơi.
anh Hiệp chia sẻ để cho cùng các thầy ở trong cơ quan mình cùng được xem đi. 17, 12. Bóng ngoài sân, điểm bóng 13, 17. Chưa có gì cả. Ok, em cảm ơn anh Hiệp Lê nhé. Số 5 Đào Xuân Việt phát bóng. Cần chắn lại đi. Cần block lại được mấy tình huống đi xem nào. Phòng thủ tốt của Đào Xuân Việt bên bộ Ngọc Xuân. Tiếp tục là Ngọc Xuân. Chắn bóng rất hay. Tốt của Duy Tiến, điểm bóng 14-17. Cố gắng lên nào. Hiện tại thời tiết ở Hà Nội đang rất lạnh mọi người. Thế nên là đấy cũng là cái lý do mà anh em chưa thể dẻo ngay được. Khoảng cách còn 3 điểm nữa thôi. Nếu như pha bóng này block được. Rất tốt của vận động viên mang áo số 5, điểm bóng 18-14 cho Malaysia. Đội bạn dẻo thật, đúng rồi anh ạ. Sáp 3, vừa rồi sáp 3. Và cả cần có những nhiều tình huống bóng chuyền một tốt đi nào. Chuyền một tốt rồi đó, chỉ cần chuyền một lên thôi. Nếu như có nhiều hơn những pha bóng chuyền một tốt thì Đinh Văn Duy cũng như Duy Tiến sẽ phối hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, mọi người cùng được xem, được chiêm ngưỡng những vận động viên đội tuyển quốc gia khi có chuyền một lên thực hiện những chiến thuật rồi. Phạt bóng, chắn bóng tốt của Duy Tuyến. Pha chắn bóng đầu tiên của Duy Tuyến, 16-18. Bây giờ Duy Tuyến đã bắt bài được chủ công mang áo số 10 của Malaysia rồi. Vậy là số 10 của Malaysia là Merkin. Hàng sau 3-2. Phòng thủ tốt của Nguyễn Xuân Bắc. Hai chuyền mất rồi. Trước đó phòng thủ nỗ lực của Xuân Bắc là rất tốt. Điểm bóng 19-16. Chuyền một lên nào. Chuyền một. Bóng trong sân. Điểm bóng 20-16. Ta không ai hẳn là đội tuyển quốc gia luôn. Bên đội bạn cũng có hai vận động viên của đội tuyển quốc gia Malaysia bạn nhé. Đó là vận động viên mang áo số 10 và vận động viên mang áo số 5. Lào dài của Duy Tuyến. Một điểm nữa cho cảnh sát cơ động, 17-20. Cố lên nào. Nếu muốn đưa trận đấu này về với điểm xuất phát thì Ngọc Tuân cần phải phá được chuyền một của đội bạn, cũng như Quảng Trọng Nghĩa và Duy Tuyến cần phải phát bóng rất tốt của Ngọc Thuân. Hai chạm rồi kìa. Chiến phối hợp chiến thuật đi nào. Bùi Văn Cường. Kém quá rồi ơi. Đội bạn từ thời điểm đầu set 1 đến bây giờ có rất nhiều tình huống chắn bóng và hóa giải chiến thuật của K02 rồi. Hiện tại điểm bóng đang 21-17. Điểm phát tấn công rất tốt. 22-17. Rất máu lửa, những gì đó là những gì của nước bạn Hoàng gia Malaysia mang đến với giải đấu này. Hiện tại đang xét đầu tiên nha bạn nhé. Anh Hiệp cảm ơn 360 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bóng trong sân đấy. Điền 4 Quản Trọng Nghĩa. Chưa được rồi. Có chắn được không? Bóng ngoài sân. Trước đó thì đã vào tay của Bùi Văn Cường và Duy Tuyến rồi. Điểm bóng 23-17. Mạnh. Để ý lại cho anh em từ từ lại đó nào. Bóng vẫn còn. Điểm 4. Xử lý về y tốt của Quản Trọng Nghĩa. 18-23. Cố lên nào, K02 cố lên. Xem vào cổng chính là anh. Nếu như em biết cổng phụ thì vào sẽ gần hơn. Còn cổng chính cũng được, cổng nào cũng được em nhé. Biết là cổng
thì đấy, đấy là cổng ấy, cổng phụ. Cổng phụ đi đường chiến thắng ấy Mai Trang ạ. Chắn đấy, trời ơi. 24-18 rồi. Spoil cho các cầu thủ Malaysia rồi. Thua à anh thôi. Đây mới là hiệp đầu thôi, chưa có gì cả. Bóng ngoài sân, một điểm nữa cho cảnh sát cơ động 19-24. Đố ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường mà phát ăn được 5 điểm liền lên đến 24 đều đi. Chỉ cần 2 điểm liền và chắn bóng thôi. Có một điểm đầu tiên. 20-24. Đó là ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường. Cố gắng 1-2 điểm nữa nào. Đấy. Không sao cả. Tại vấn đề gì? Tư chất bù đần thì phải chịu thôi. Anh Hiệp bình luận hay ghê. Ui, cảm ơn bạn Lý Huỳnh nhá. Cảm ơn bạn đã động viên rất nhiều. Không về là phải xin phép đi Kiên ạ. Về là phải xin phép về đấy, cũng điểm danh đấy, đùa đâu. Đây mới là hiệp thi đấu đầu tiên thôi mọi người ơi. Sao lại cân anh vừa đá mất vào cái này rồi. Cố lên nào Bùi Văn Cường ơi. Ăn điểm trực tiếp đây. Tốt. Phòng thủ lên đi. Bóng không qua lưới. Bùi Văn Cường đã mang 2 điểm về rồi. Một điểm ăn điểm trực tiếp. Một điểm thứ hai đã gây rất nhiều khó khăn cho đội bạn. Điểm bóng 21-24. Nhiệm vụ của Bùi Văn Cường chỉ cần ăn 1 điểm nữa thôi. Còn 2 điểm block thì sẽ để cho phần cho Đinh Văn Duy và bóng tốt. Rất tốt. 3 tình huống bóng phát điểm ăn điểm. Một tình huống phát điểm trực tiếp và 2 pha bóng đó thì rất khó khăn cho đội bạn. 3 điểm gần đây của K02 công rất lớn đến từ vị trí của ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường. Cho một điểm trực tiếp nữa đi. Đúng rồi. Chắn đi. Bóng phòng thủ rất còn. Bóng còn kia. Thuận ơi, trời ơi, chuyền cho Cường vào đấy đi. Bóng vẫn còn. Quản Nghĩa ơi, trời ơi, cố lên. Chắn đi nào, chắn quả đấy đây. Bóng ngoài sân rồi. Bóng ngoài sân rồi. 23-24. Như Văn Hiệp chia sẻ trước đó. Như Văn Hiệp chia sẻ trước đó lên đến giờ còn 1 điểm nữa thôi. Bắt đầu nóng rồi, nóng lên rất nhiều tại nhà thi đấu Học viện An ninh Nhân dân C500 rồi. Thời điểm không, không, tập trung cái này đã. Lên đến 2 quay của anh rồi. 24-19, hiện tại bây giờ chỉ còn 23-24, 1 điểm nữa thôi. Nào Bùi Văn Kiền, Bùi Văn Cường, ông vua Hội Đình thể hiện bản lĩnh của mình đi. Nếu như pha bóng này mà ăn điểm trực tiếp được thì nữa thì mới là đỉnh cao nào. Anh em cùng chia sẻ, cùng cổ vũ cho ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường nào. Rất nhiều những lời động viên cho chủ công Bùi Văn Cường rồi. Hết lực đi. Bóng ngoài sân tốt. Chắn được tình huống bóng này đi nào. Bóng vẫn còn. Nào chắn bóng này đi, chắn đi. Bóng vẫn còn. Chuyền luôn cho Bùi Cường đi. Trời ơi. Chị ơi. Nào chắn đi. Tốt. 24 đều cho cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an. 24-19. Hiện tại bây giờ đang 24 đều rồi. Trong đó cái công rất lớn của Bùi Văn Cường. Cái công của hiệp thi đấu đầu tiên này là lên đến
70% là của Bùi Văn Cường rồi. Trước đó là 24-18. Hay quá, ok. Ông vua Hội Đình mới à, đúng rồi anh ạ. Tốt. 3 điểm phát bóng, 3 điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. 25-24. Ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường lên tiếng rồi. Đó là những gì bản lĩnh của Bùi Văn Cường hiện tại đang được thể hiện đúng lúc. Khi thời điểm 24-19 không ai nghĩ là sẽ san bằng được. Và hiện tại đang là 25-24, 26-24 đây. Rất tốt của Bùi Văn Cường, dính rồi. Ngoài sân, 26-24. 8 điểm trực tiếp mọi người ơi. 8 điểm trực tiếp thì trước đó lên đến 4 điểm ăn điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Không tin nổi mắt mình nữa. 2 điểm block, 2 điểm phản công và 4 điểm còn lại là của Bùi Văn Cường. Hàn cả tiếng. Hội làng anh ơi, không, Bùi Văn Cường bây giờ đổi rồi. Từ khi Phan Hiệp làm live stream thì Bùi Văn Cường là 24-18 cắt được 1 điểm và lên 19. 19 là Cường nó phát. Bây giờ Bùi Văn Cường đổi thành ông vua Hội Đình rồi mọi người nhá. Phan Hiệp xin cảm ơn 415 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người cùng tranh thủ quảng cáo bán giày đi anh. À, giày thì bây giờ anh sắp tới anh sẽ bán giày cho thương hiệu VHD em nhé. Thì mai hoặc ngày kia, mai hoặc ngày kia anh sẽ đăng những mẫu giày mới nhất của VHD. Và sẽ bán quần áo, đó là áo giữ nhiệt, hàng may đo cũng như quần áo thi đấu cả nam và nữ, hàng thiết kế em nhé. Sắp tới anh cũng về luôn cả tất do anh tự thiết kế và tự sản xuất nữa. Hay quá anh ơi, ok Hồng Hảo. Hôm nay công thắng xếp 1 rơi đến hiện tại bây giờ phải 80% là công của Bùi Văn Cường. Hiện tại đang 24, có những thời điểm 24, thời điểm cuối cùng là 24-18. Khi cắt được 1 điểm là xuống đến cầu phát của Bùi Văn Cường là 19-24. Đỉnh thật Thu Hà, đúng rồi. Bùi Văn Cường có đến 4 tình huống ăn điểm trực tiếp, phát bóng ăn điểm trực tiếp. Và 2 tình huống bóng phản công, 2 tình huống bóng chắn tốt của Đinh Văn Duy nữa, là 8 tình huống bóng liên tục. Cảm ơn anh Quang Select nhá. Anh Quang Select cho em xin một lút chia sẻ đi ạ, để truyền tải những kênh bóng truyền này về với bà con quê hương Thái Bình mình. Có thiết kế quần xịt để đánh bóng không? Chuẩn bị có hết nhà Hùng Navi nhá. Thật ra Phan Hiệp chia sẻ mọi người cũng không bình luận viên chuyên nghiệp được như những người anh người em đi trước đâu ạ. Phan Hiệp cũng chỉ có bình luận tào lao thôi, tào lao trà bí đao thôi, cũng nói chuyện với mọi người cho nó vui. Xin mời mọi người quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp thi đấu đầu tiên thì đội tuyển bóng chuyền cảnh sát cơ động K02 đã có chiến thắng với tỷ số là 24-26-20, kết quả rất sát lút. Và với hiệp thi đấu thứ hai này thì đội tuyển bóng chuyền cảnh sát cơ động vẫn giữ nguyên đội hình như hiệp thi đấu đầu. Phát bóng đầu tiên cho cảnh sát cơ động đó là số 9 Đinh Văn Duy. Mình không phải là Văn Hiệp, à không phải là hiệp biên phòng đâu, mình là hiệp K02 nhá. Chắn bóng tốt của Duy Tuyến, điểm bóng đầu tiên cho cảnh sát cơ động K02. Phát bóng tốt của Đinh Văn Duy. Nào, chắn vào nữa đi. Phá chắn tốt của vận động viên mang áo số 17. Vận động viên có cái tay trái là cực kỳ khéo, điểm bóng 1-1. Cảnh sát cơ động cần nhiều những truyền một, cần nhiều những đường bóng truyền một ổn định hơn. Ủa, tung bóng rất cao. Phạt bóng rất khó chịu mọi người ạ. Chia sẻ cũng chia sẻ với anh em cảnh sát cơ động. Vận động viên mang áo số 10 như vận động viên mang áo số 5 có rất nhiều những tình huống nhảy phát bóng tấn công cực kỳ hay. Điểm bóng 2-1. Tiếp tục là những phát bóng tấn công, bóng ngoài sân rồi. Điểm bóng 2-2 cho cả hai đội.
Hiện tại cầu trên của đội tuyển K02 đang rất mạnh, đó là số 7 phụ công Duy Tuyến. Biên 4, biên 2 đó là cặp bạn thân rất thân, Bùi Văn Cường và Quảng Trọng Nghĩa. Phạt bóng không qua lưới của Ngọc Xuân, điểm bóng 3-2. Khán giả trực tiếp cũng như khán giả màn hình rất mong chờ những nhiều những tình huống bóng cống hiến của đội tuyển K02. Bóng ngoài sân. Nếu như muốn những đường tấn công đẹp như thế thì cần phải chấn chỉnh lại chuyên môn. Vì khi có chuyên môn lên thì sẽ có rất nhiều những chiến thuật mà Đinh Văn Duy cũng như những người đồng đội của mình được thể hiện. Đinh Văn Duy, Duy Tuyến phát bóng. Phạt bóng rất bay. Hạng sau, biên 2. Bóng không qua lưới. Điểm bóng 4-3. Trước đó thì trọng tài đã bắt tình huống bóng đó là chạm tay rồi. Điểm bóng 4-3 cho Malaysia. Bình luận viên đánh hay quá, cảm ơn em Duy Chuẩn. Tỷ số hiện tại đang 4-3 cho Malaysia. Chuẩn 1 tốt rồi. Lao dài của Đào Xuân Việt. Đó là những gì mà những khán giả tại nhà thi đấu C500 cũng như khán giả trên màn hình nhỏ rất trông chờ vào cảnh sát cơ động thể hiện. Điểm bóng 4-0. Tiếp tục mọi người cùng chứng kiến những pha nhảy phát bóng tấn công của ông vua Hội Đình Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường này thì phải thời điểm cuối cơ, thời điểm cuối phát mới hay. Phát bóng rất tốt. Lại một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa của Bùi Văn Cường. Điểm bóng 5-4 cho Bùi Văn Cường. Sắp tới thì Ngọc Thuân, Bùi Văn Cường và Quản Trọng Nghĩa cũng thi đấu tại Sông Lô Vĩnh Phúc mọi người nhé. Vào ngày 31 và mùng 1 Tết Dương Lịch này. Tiếp tục là pha nhảy bóng tốt của Bùi Văn Cường. Sang bóng an toàn rồi. Phòng thủ tốt. Tiếp tục lao dài. Ngoài mất rồi. Chưa có chỗ đi mày. 5-0. Điểm bóng 5-0. Hiện tại là đang cầu 2. Cầu 2 cần phải chuyên môn tốt. Bóng ngoài sân rồi, điểm bóng 6-5. Nếu như khả năng phát bóng tấn công tốt của đội bạn thì có vận động viên mang áo số 10 và vận động viên mang áo số 5 thường xuyên có những nhiều pha phát bóng tấn công tốt. Và bây giờ là pha phát bóng tấn công của Quảng Trọng Nghĩa. Phát bóng an toàn rồi. Pha bóng tốt của Malaysia, điểm bóng 6-0. Chúc đội cảnh sát đã vâng ạ. Con đẹp xin cảm ơn 330 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mỗi người đang xem này, yêu quý Văn Điệp cho Văn Điệp xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút theo dõi kênh ạ. Tuấn Quyền mang áo số 5, Marvin phát bóng. Tình huống đó sao rồi? Trước đó thì Đinh Văn Duy đã chạm lưới mất rồi. Điểm bóng 7-6 cho Malaysia. Tiếp tục là vận động viên mang áo số 5, Marvin phát bóng. À, sao mình lại nhìn chắc đây là lên. Mà nào vậy, chính tỏ tiếng Anh của mình cũng được đấy chứ. Để phát tấn công của Marvin. Bóng rất tốt. Ngoài lửa hạt gạo rồi. Điểm bóng 7-0 cho K02. Chủ công số 17. Phụ công, ra là phụ công. Nasit. Phát bóng. Lao lên rồi. Rồi ôi, ta bỏ bóng khéo léo của vận động viên mang áo số 10. Điểm bóng 8-7 cho Malaysia. Sapa. Chuyền một tốt của Quản Trọng Nghĩa. Nhanh sau của Duy Tuyến. Đó là những miếng đánh quen thuộc của Duy Tuyến và Đinh Văn Duy, thường xuyên thể hiện tại giải vô địch quốc gia cũng như các kỳ SEA Games và Olympic vừa rồi. Và bây giờ là Đinh Văn Duy chuyền hai đội tuyển quốc gia phát bóng. Đúng không? Sao có. Thôi quay nước nhà rồi. Phòng thủ tốt của Xuân Bắc. Bùi Văn Cường. Bóng vẫn còn. Sang bóng an toàn rồi.
cần block tình huống bóng này đi. Lao. Đúng rồi, chắn bóng tốt của Bùi Văn Cường và Duy Tuyến. Điểm bóng 9-8. Có đánh nhưng K02 mãi đỉnh, đúng rồi. Xin cảm ơn bạn Đỗ Đình Quân. Bóng không qua lưới, điểm bóng 18 cho K02. Lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai này, cảnh sát cơ động đã vươn lên với tỷ số 2 điểm rồi. Phạt bóng rất bay và đánh về chéo cuối sân rất tốt của vận động viên chủ công mang áo số 10. Điểm bóng 9-10. Mọi người cùng theo dõi những pha nhảy phát bóng tấn công của vận động viên mang áo số 10 Sasita. Bóng ngoài sân. Sang với hiệp thi đấu thứ hai này thì hai chủ công của nước bạn đã có liên tiếp 3 đến 4 tình huống phát bóng ra ngoài và không qua lưới rồi. Và bây giờ là số 6 Ngọc Thuân. Rất tốt của Ngọc Thuân. Bóng không qua lưới, điểm bóng 12-9 cho K02. Được một cái bật cao. Tiếp tục là pha nhảy phát bóng tấn công của Ngọc Thuân. Bóng trong sân. Chính xác rồi. Bóng trong sân, điểm bóng 13-9. Hiện tại bên cảnh sát cơ động K02 có 3 vận động viên có khả năng nhảy phát tấn công rất tốt. Đó là Ngọc Thuân, Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường. Xét thi đấu đầu tiên thì khi thời điểm 24-18, khi Bùi Văn Cường xuống cầu phát đã có 4 tình huống ăn điểm trực tiếp. Tốt, đó là lời cảm ơn của Quản Trọng Nghĩa. Điểm bóng 14-9, khoảng cách lên đến 5 điểm rồi. Em ơi, nếu mà cho thấp xuống thì cái này nó lại là lan can em ạ. Cái lan can này nó hơi bị cao, thế nên là lúc nãy anh cũng chỉnh rồi. Khi mà cho thấp xuống bây giờ thì cái lan can nó sẽ che mất cái camera đi mất, thế nên là bắt buộc phải để như thế này. Mà quay ngang thì nó không hết được cả sân. Quay ngang thì là mỗi một sân thì mọi người chỉ xem được 6 mét trên thôi, 6 đến 7 mét trên thôi, còn lại 2-3 mét dưới là không xem được. Hiện tại vẫn đang rất sôi nổi bạn nhé. Tiếp tục là pha nhảy phát bóng tấn công của Ngọc Thuân. Ăn điểm trực tiếp đi. Đúng rồi. 3 tình huống bóng lên được ăn điểm trực tiếp của Ngọc Thuân rồi. Điểm bóng 15-9. À, vâng ạ, em cảm ơn anh Tuấn sư phụ. Pha bóng nữa đi nào Ngọc Thuân. Điền hài rồi. Bóng lọt cảng, điểm bóng 10-15 cho Malaysia. Hiện tại K02 đang cầu 3. Cầu 3 đó là Bùi Văn Cường biên 2, Quản Trọng Nghĩa biên 4, Duy Tuyến. Bóng không qua lưới, điểm bóng 16-10. Và bây giờ là số 7 Duy Tuyến phát bóng. Chuyền một tốt rồi. Pha bóng ra ngoài. Một điểm nữa cho cảnh sát cơ động K02. Duy Tuyến phát bóng. Chuyển một tốt lên đi. Ui dồi ôi. 18-10. Chia sẻ với mọi người, khả năng phát bóng của Duy Tuyến là rất bay. Thì anh em đã thi đấu đội mạnh rồi mà lại thi đấu bóng Mikasa nữa. Nên là đó là sở trường của những anh em mà đã từng thi đấu giải vô địch quốc gia.
nhìn thì đơn giản thế thôi mọi người ạ. Đó, rất bay và lắc. Hết chéo rất tốt của chủ công mang áo số 5. Điểm bóng 11, một điểm nữa cho các cầu thủ bóng chuyền Malaysia. Văn Hiệp xin cảm ơn 325 anh chị em rất nhiều. Chuyền một tốt rồi. Biên hài Bùi Văn Cường. Một chắn là không đủ với Bùi Văn Cường đâu. Nhưng cũng rất khó khi mà chuyền một thuận lợi. Thì cả ba cầu thì đều rất là hiệu quả. Thế nên là bảo một chắn thì hai bảo hai chắn mà theo được những tình huống bóng thì rất khó. Mà một chắn thì với Bùi Văn Cường thì như không rồi. Tiếp tục là những pha nhảy pha bóng tấn công của Bùi Văn Cường, ông vua hội đình. Rất khó chịu của Bùi Văn Cường. Bóng vẫn còn. Ngọc Thuân bóng trong sân. Nỗ lực Ngọc Thuân đánh dưới vành 5m cơ, chứ không phải là 3m nữa rồi. Bật tại chỗ đánh vật 5m mà ăn điểm trực tiếp. Đó là đẳng cấp của Ngọc Thuân. 5 tháng 3. Còn gì đây anh? Đây là vòng giải của khu vực Đông Nam Á em nhé. Anh cũng không rõ. Chắc thôi. Chắc là chiều chiều muộn vẫn tập nhẹ. Không, khả năng là đội bạn đang ấp ủ để thi đấu set thứ 3 đấy. Set 1 đội bạn không tận dụng được thôi. Set 1 đội bạn lên đến 24-18, 24-19 rồi. Nhưng mà rất tiếc cho đội bạn là bản lĩnh của Bùi Văn Cường lại thể hiện đúng lúc. Thế nên là K02 có kết quả thắng chung cuộc với kết quả là 26-24. Tiếp tục là nhảy phát tấn công của Bùi Văn Cường. Đó. Cứ đẳng cấp như thế thì đội nào thứ nào chịu được. Điểm bóng 21 cho cảnh sát cơ động K02. Ba trắng cũng khả năng anh ạ. Nếu mà hiệp thi đấu thứ hai đội bạn Malaysia không chấn chỉnh lại đội hình, cũng như không có nhiều, không đưa ra nhiều những chiến thuật. Tiếp tục là Bùi Văn Cường, bóng không qua lưới. Điểm bóng 12 cho Malaysia. Phát bóng số 1 đó là phụ công Raza. Ui rồi ôi, đó là bắn đại bàng rồi chứ không phải bắn chim nữa. Bảo đội bạn thấp xuống đúng rồi thầy Hiệp đây ạ. Đội bạn này có vẻ là chân trước chân sau hơi cao. Mọi người cùng chiêm ngưỡng và nhảy pha bóng tấn công của Quản Trọng nhé. Chuyền một hơi rung. Phòng thủ tốt của Quản Trọng nhá. Biên 4 Ngọc Thuân. Và chắn tốt của Ngọc Thuân. Mang một điểm nữa cho cảnh sát cơ động K02. Tiếp tục là Quản Trọng Nghĩa nhảy phát tấn công. Rất tốt của Quản Trọng Nghĩa. Như Văn Hiệp đã chia sẻ, bên cảnh sát cơ động K02 có 3 vận động viên. Đó là Quản Trọng Nghĩa, Bùi Cường. Trời ơi, đó là Ngọc Xuân. Đó là những gì đẳng cấp mà Ngọc Xuân thể hiện trong màu áo của biên phòng cũng như màu áo của tuyển quốc gia Việt Nam. Hôm nay Ngọc Xuân mang những siêu phẩm, những đẳng cấp đến với cảnh sát cơ động K02. Đó là pha bóng trông nào, pha bóng thương hiệu của Ngọc Xuân rồi. Rất bóng không qua lưới. Một điểm nữa thôi. Một điểm nữa thì cảnh sát cơ động K02 sẽ về đích trước với 13-24. Chuyền một đẹp lên nào. Quả đấy là bắn máy bay rồi chứ không phải là bắn đại bàng nữa. Bắn máy bay mất rồi. Xin mời mọi người cùng theo dõi hiệp thi đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3 này thì chắc chắn đội bạn sẽ có nhiều chiến thuật hơn, nhiều thay đổi hơn.
Phan Hiệp xin cảm ơn 300 anh chị em rất nhiều. Và sáng mai nữa thì đội tuyển cảnh sát cơ động K02 cũng vào khung giờ này sẽ thi đấu với đội tuyển Singapore. Như Phan Hiệp quan sát thì đội tuyển Singapore cũng có rất nhiều các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia. Mọi người xem live stream thì nhớ nhấn nút theo dõi kênh cũng như chia sẻ để kịp nhận thông báo sớm nhất những giải đấu mà Phan Hiệp Volleyball tác nghiệp mọi người nhé. Đúng rồi anh Trần Thành ạ, sáng mai mới đánh tiếp à? Đúng rồi, chỉ thi đấu buổi sáng thôi bạn ạ. Khi hiệp thi đấu đầu tiên thì Malaysia thi đấu rất tốt, có rất nhiều những pha phát bóng ăn điểm trực tiếp cũng như phòng thủ và chắn bóng cực kỳ hay, nhưng mà để thua đáng tiếc khi kết quả lên đến 24-18. Rất đen cho đội bạn đó là cầu phát bóng của Bùi Văn Cường. Khi ông vua Hội Đình lên tiếng, có 4 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp và 2 tình huống chắn bóng. Và cảnh sát cơ động K02 có kết quả chung cuộc đó là 24-26-24. Chân nhanh khỏi nghỉ, đúng rồi bạn ạ. Cũng Dimonji cũng chia sẻ là chưa khỏi được hẳn đâu. Sáng nay của Dimonji cũng chia sẻ là mới được có 50-60% thôi. Anh không vào Liga đâu à? Anh có, tí là anh vào sau. Giải này đánh 2 ngày nhá bạn ơi. À anh ạ, giải này đánh 2 ngày nhá anh nhá. Và 8 giờ sáng mai thì cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an cũng sẽ thi đấu với đội tuyển của đội tuyển bóng chuyền gia của Singapore. Ngay sau đây sẽ là set đấu thứ 3 giữa đội bóng Công an Việt Nam và Malaysia. Đúng rồi, ba đội đánh thì kiểu gì đội nào cũng có giải rồi. Nhưng mà vị trí xếp ở đâu thì chưa biết được ạ. Xe đấu này thì đội bạn sẽ xếp bóng trước. Bùi Văn Cường. Vâng, vừa rồi là một pha đập chồng của Nguyễn Ngọc Thân, chàng trai mang áo số 6 đến từ đội tuyển biên phòng. 1-0 cho Việt Nam. Đúng rồi, anh Hiệp đang đi thay quần áo để vào sân đấy ạ. Và phạt bóng rất khó chịu của Ngọc Hân. Điểm 2-0. Tiếp tục là pha phát bóng tấn công của Ngọc Thân. Rất tiếc là không qua lưới. Điểm 1-2. Bước một tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Bóng vẫn còn. Ngay sau đó là một pha đập bóng tốt của Bùi Văn Cường đem về điểm số 3-1. Vâng đúng rồi ạ. Hiện tại thì các cầu thủ của Việt Nam thi đấu rất ổn định. Và chạm tay chắn đi ra ngoài. Điểm 2-3 cho Malaysia. Vâng, em chào anh Tiệp Hoàng ạ. Nói đùa chơi vui vậy thôi chứ anh Hiệp không vào sân ạ. Vâng, vừa rồi là một pha đập chồng từ vị trí của Quản Trọng Nhất. Sau đây sẽ là pha phát bóng tấn công của
Bùi Văn Cường, chàng trai mang áo số 14. Đáng yêu thật. Cổ động viên của Malaysia đáng yêu thật. Bùi Văn Cường, một pha đập bóng từ sau vạch 3m chéo sân. Điểm 5-3 cho Việt Nam. Hiện tại bên Việt Nam đang thắng 2-0 rồi bạn ạ. Bóng vẫn còn. Bùi Văn Cường. Vâng, tiếp tục là Bùi Văn Cường. Đập bóng từ vị trí sau vạch 3m. Điểm 6-3. Tiếp tục là pha phát bóng của Quảng Trọng Nghĩa. Em gái vào bình luận đánh máy lên gần 100%. Vâng, vừa rồi là một pha đập bóng sau vạch 3m của cầu thủ số 17 đến từ đội Malaysia, đem về điểm số 46. Không hôm nay nữa nha. Anh bỏ ra đi. Ôi trời ơi. Trời ơi là anh. Cán bộ Cường là vua hội làng phải không? Không. Không ạ. Bùi Văn Cường là vua hội đình anh ạ. Vua hội làng xưa rồi. Vâng, trọng tài đã xác định là không chạm tay chắn. Bóng đi ra ngoài. Điểm 8-4 cho Việt Nam. Pha thủ bóng tốt của Đào Văn Việt. Ngay sau đấy là một pha đập bóng dứt điểm của Ngọc Thân. Như vậy là đội Malaysia đã xin phép hội ý lần thứ nhất trong set đấu thứ 3. Toàn quăng bao xì. Bao xì măng. Thời điểm như bao lâu nhỉ? Vậy vừa rồi trọng tài đã xác định Duy Tuyến đã mắc lỗi. Dạ không ạ, giải này không có từ Thanh Thuận ạ. Mời đồng năm. Vâng đúng rồi ạ, hiện tại thì anh Bùi Văn Cường và anh Quản Trọng Nghĩa đang đang là biên chế trong cảnh sát cơ động 302 ạ. Tiếp tục là số 17. Một pha chắn bóng tốt của Duy Tiến. 11-5. Điểm 11-5 cho Việt Nam. Như vậy là đội Việt Nam đã có sự thay đổi người. Bùi Văn Cường ra sân và Nguyễn Xuân Thăng vào sân. Về về kiểu gì? Giọng bình luận viên kia về kiểu gì? Vâng, cũng vừa quen và vừa lạ anh ạ.
một pha đập như bom tấn của Nguyễn Xuân Thăng. 12-6. Chàng trai trẻ tuổi sinh năm 2001. Như bằng tuổi em. 2001. Chàng trai được. Vừa rồi là một pha phát bóng đi ra ngoài của Ngọc Thân. Điểm 7-12 cho Malaysia. Hiện tại giải này đang đánh ở nhà thi đấu trong trường Học viện An ninh ạ. Phát bóng không qua lưới của số 10 Safizan. Vâng, đội Việt Nam tiếp tục thay đổi người. Đào Văn Việt ra sân và anh Đỗ Văn Dũng vào sân. Đập chồng rồi. Rất tiếc là đội bạn đã không thủ được bóng ngay sau pha sân bóng đó. Giải này đánh buổi sáng hôm nay và sáng ngày mai thôi ạ. Gói gọn trong hai buổi sáng thôi ạ. Tại vì có 3 đội. Cầu thủ số 17 bên đội của Malaysia mặc dù có chiều cao khiêm tốn nhưng mà sức bật của anh cũng rất là cao. Điểm số bây giờ là 8-14. Bước một tốt. Vâng, vừa rồi là một pha đập bóng chân chó của anh Đỗ Văn Dũng, cầu thủ mang áo số 10. Anh năm nay 19 tuổi. Anh Xoái năm nay 18 tuổi thì anh Dũng năm nay 19 tuổi. Vừa sinh nhật hôm qua. Vừa sinh nhật hôm qua. Hiện tại tỷ số set đấu Việt Nam đang dẫn 2-0. Và đây là đang là set đấu thứ 3. Tỷ số hiện tại là 15-9. Một pha đỡ bước một không hiểu ý nhau của Quảng Trọng Nghĩa và Ngọc Vân. Điểm 10-15 cho Malaysia. Chó là em vui vậy thôi mà. Một chân sau đầu không bị đứng yên. Đấy là chó nói trêu đùa vậy thôi chứ ai trong trong khái niệm bóng chuyền thì làm gì có khái niệm chân chó ạ. Quảng Trọng Nghĩa. Một pha đập bóng tốt đến từ đội trưởng Quảng Trọng Nghĩa. Đem về điểm số 16-12. Một pha thủ bóng không hiểu ý nhau của Xuân Thăng và Đinh Văn Duy. Giờ vâng, đúng rồi ạ. Mọi người đang xem trên live thì cho em xin một lượt like fanpage và chia sẻ like này để cho những ai không đến đây xem được thì theo dõi ở nhà.
18, 14. Dạ hiện tại thì Bùi Cường đang ngồi bên ngoài sân ạ. Dạ, tí về em chuyển lời. 19, 15. Cái này thì em không biết được ạ. Em cũng chưa hỏi là người ngoài có được vào xem hay không. Một pha phạt bóng rất khó chịu của Ngọc Thân. Giờ sẽ là ai đây? Chuyển bóng lỗi rồi. Vâng, vừa rồi là một pha chặn bóng tốt của Duy Tuyến. 20-15. Điểm số 20-15. Anh điểm trực tiếp luôn. Điểm 21-15. Như vậy là đội Malaysia đã xin phép hội ý lần thứ 2 trong set đấu thứ 3 này. Thực ra thì không phải là hiệu ứng đèn nháy đâu anh ạ, mà là ở ngoài thì điện nó đang rất là bình thường, nhưng không hiểu sao ở trong line này một số đèn nó hơi bị nhấp nháy một chút. Dạ không ạ, giải này ở nhà thi đấu không có bán vé ạ, đa số người xem ở trong này là những sinh viên hoặc là những cán bộ đang học tại trường Học viện An ninh. Dạ vâng, đúng rồi anh Minh Tuấn ạ. Cho anh cho được gì? 16, anh ấy. Không bẻ. 438. Quên anh Lai là có nhấp đấy không? Không. 138 km trên giờ. 138 nhanh nhất ở thế giới chứ mà. Thế giới đấy, anh nào. 43 là... Vâng, vừa rồi là một pha đỡ bước 1 không tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Điểm 16-21. Bước 1 tốt của Ngọc Thuân. Sơn Thăng. Thời điểm quân đội Việt Nam 52-17. Số mấy ạ? Số 2 ạ. Bằng của em 201 ạ. Em có ai bảo em 20. Chỉ bảo nó hơn, có giá hơn. 18. Hôm nào vào trường làm trận với tớ với anh Tuyền nhé. À dạo này mình không chơi bóng ạ. Đây mình chuyển sang chơi bóng hơi rồi, không chơi bóng chuyển ra nữa. Điểm số hiện tại là 18-22. Ai đây? Xuân Thăng. Một pha đập chồng của Xuân Thăng. 23-19. Điểm 23-19. Không có Tuyến cũng 201 ạ. 201, 2000 đều có. Ừ.
Điểm cho tuyển Malaysia 20-23. Điểm 20-23 cho Malaysia. Dạ vâng, đúng rồi ạ, em Hiền đấy ạ. Một pha chặn bóng xử lý bóng tốt của đội trưởng Quản Trọng Hiếu đem về điểm số set boy cho Việt Nam 24-20. Vâng, em chào anh Đặng Sơn ạ. Một pha cứu bóng bằng chân của cầu thủ chuyền 2 đến từ Malaysia. Vâng, ngay sau đó là một pha bỏ bóng của chuyền 2 đi Quang Vinh. Như vậy là đã khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 dành cho Việt Nam.